Sau nhiều đợt dịch bệnh xuất hiện tại Việt Nam, V-League và các giải đấu luôn nằm trong danh sách tạm hoãn, tạm dừng đầu tiên. Câu chuyện này hết sức bình thường bởi các sự kiện thể thao luôn là nơi tập trung đông người, rất khó để đảm bảo các quy định giãn cách và phòng dịch cơ bản. May mắn là đến lúc này, V-League và các bộ phận liên quan vẫn chưa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 nhờ nỗ lực nghiêm ngặt về phòng dịch. Đã từng có trường hợp cầu thủ bị giữ ở phía ngoài sân do thân nhiệt quá cao. Các đội bóng như Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội FC từ chối bán vé cho người không đeo khẩu trang. Nhưng dù thế nào đi nữa, đại dịch xuất hiện vẫn tạo ra rất nhiều hệ lụy tiêu cực. Các đội bóng bị cắt giảm nguồn tài trợ, kế hoạch tập luyện liên tục bị xáo trộn. Một số đội rơi vào tình trạng ngủ đông khi địa phương có dịch. Mùa năm ngoái, có những thời điểm các đội bóng liên tục phải đề xuất ý kiến hủy giải cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh chung của V-League. Ngay ở thời điểm này, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chật vật đi tìm sân tập. Việc tập luyện của Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn không thể diễn ra như đúng kế hoạch do địa phương đang giãn cách xã hội. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cho biết, đội bóng đang tính toán đến việc xin tập luyện ở địa phương khác, nhưng cũng phải chờ ý kiến của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Ngay cả các địa phương chưa có dịch bệnh như Thanh Hóa hay Nam Định thì việc sinh hoạt tập thể cũng phải nằm trong khuôn khổ chặt chẽ. Việc di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác hay đón tiếp đối thủ đến giao hữu đều phải xin ý kiến từ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương, không thể tùy tiện tự ý quyết định. Ở góc độ của ban tổ chức giải mà cụ thể là công ty VFF, đơn vị này cũng đang đau đầu tính cách sắp xếp lịch và địa điểm thi đấu. Chủng virus Delta có nguồn gốc từ Ấn Độ đang tạo ra một làn sóng dịch bệnh lớn nhất từ trước đến nay. Nguy cơ giải đấu không thể tiếp tục là có nếu như không có những biện pháp đặc biệt. Việc hủy bỏ giải không có sự tính toán sẽ rất dễ xảy ra nhiều hệ lụy cho bóng đá Việt Nam hiện đang sống bằng tiền tài trợ và không có ngân sách. Các hợp đồng tài trợ đều được ký kết nhưng nguyên tắc phải thực hiện. Nếu hợp đồng bị phá vỡ sẽ phải đền tiền và kèm theo đó là mất uy tín, mà mất uy tín thì không còn ai tài trợ nữa. VFF có thể thỏa thuận với nhà tài trợ trong tình hình dịch để đảm bảo trả hết quyền lợi. Mùa giải mới trôi qua được một nửa, các trận đấu không diễn ra thì quyền lợi của nhà tài trợ trên sân, trên truyền hình đương nhiên là không được đảm bảo. Khi đó thì việc thanh quyết toán hợp đồng sẽ rất khó, nhất là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang sa sút do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nguồn tiền ảnh hưởng sẽ tác động trực tiếp tới công tác tổ chức ở mùa giải năm sau. Về câu lạc bộ, họ là cổ đông của VFF nên chắc chắn VFF không khỏe thì họ cũng hắt hơi sổ mũi, rồi việc xin tài trợ với bản thân câu lạc bộ cũng khó khăn hơn. Sau cuộc họp giữa VFF và VFF về việc tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, một bản kế hoạch rất cụ thể đã được đưa ra. Theo đó, V-League sẽ thi đấu từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8, giải đấu hạng nhất quốc gia từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9, khu quốc gia thi đấu từ 20 tháng 9 đến 30 tháng 9, trận playoff sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9. Mốc thời gian này được đưa ra sau khi các nhà tổ chức đã tính toán kỹ càng dựa vào kế hoạch thi đấu cuối năm của các đội tuyển quốc gia. Hiện nay với việc đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022, quỹ thời gian cuối năm đã bị thu hẹp đáng kể. Việc tổ chức thi đấu trong thời gian ngắn để đảm bảo tiến độ của giải là điều cần thiết. Điểm đáng chú ý nhất của kế hoạch này là việc V-League có thể đã tập trung ở 9 sân của miền Bắc như trung tâm bóng đá PVF, Hàng Đẫy, Cẩm Phả, Thanh Hóa, v.v. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của V-League buộc phải đá tập trung và không có khán giả giữa thời điểm dịch bệnh. Thể thức thi đấu phân nhóm tránh xuống hạng và đua vô địch cũng sẽ không có gì thay đổi. Lúc này cuộc đua vô địch V-League đang là câu chuyện của Anh Gia Lai và Viettel. Nhóm tranh chấp một suất vào top 6 cũng sẽ rất hấp dẫn. Cuộc đua trụ hạng hứa hẹn sẽ nóng bỏng và khó lường ở lượt về. Năm ngoái khi giải đấu lần đầu tiên phải thay đổi các phương án liên tục vì dịch Covid-19, vô số tranh cãi đã nổ ra khi bàn đến việc thi đấu tập trung. Thậm chí nhiều đội còn muốn hủy luôn giải để nghỉ sớm, vừa đỡ phải nuôi quân, vừa đỡ công toan tính, nhất là với các đội bóng có thành tích bết bát. Tuy nhiên đến khi V-League 2021 khởi tranh, dường như tư tưởng hủy giải bỏ giải đã không còn xuất hiện. Xét về chuyên môn, đội tuyển quốc gia và giải V-League là hai nền tảng quan trọng của một nền bóng đá. Nếu không tổ chức được V-League thì đội tuyển không thể tốt được. Các câu lạc bộ và mỗi cầu thủ đều hiểu được điều này. Không có V-League thì việc tồn tại của các đội bóng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, theo như phương án đã tập trung ở 9 sân phía Bắc, chắc chắn sẽ có những tranh cãi liên quan đến quyền lợi các đội bóng, nhất là những người mất lợi thế trên sân nhà. Nhưng có lẽ đây là lúc mà cần phải nhìn về cái chung để đưa một giải về đích an toàn. Phương án đưa ra là tương đối phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Năm 2021, quỹ thời gian của giải đấu sẽ bị thu hẹp đáng kể vì thành công của đội tuyển Việt Nam. Các tuyển thủ sẽ phải đá 6 trận vòng loại thứ 3 từ ngày 2 tháng 9 tới ngày 16 tháng 11. Sau đó họ được nghỉ ngơi ít ngày trước khi dự AFF Cup từ ngày 5 tháng 12 tới ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Dù đã tiêm vaccine, nhưng khi di chuyển từ nước ngoài về đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng vẫn phải thực hiện cách ly một tuần như đợt này. Như thế, rất khó để đảm bảo phong độ cho các cầu thủ và ảnh hưởng nặng nề đến thành tích của đội bóng. Đặc biệt, cuộc đua vô địch V-League là giữa hai đội Viettel và Oanh Gia Lai, đóng góp tới 12 cầu thủ và hầu hết đều rất quan trọng với thầy Park. Cũng có ý kiến cho rằng, có thể chờ đến khi dịch bệnh được khống chế và cố gắng giữ nguyên thể thức sân nhà, sân khách. Nếu có khán giả và đã theo thể thức cũ thì có thể giúp VPF dễ dàng hơn trong việc trả quyền lợi cho nhà tài trợ. Nhưng đợi đến bao giờ mới hết dịch khi Việt Nam chưa thể đạt miễn dịch cộng đồng. Bởi vậy thi đấu tập trung trở thành một phương án tối ưu hóa và giải quyết được nhiều vấn đề hiện nay. Đá tập trung ở một số địa phương khống chế được dịch và ở gần nhau giúp cho giải đấu có thể vận hành tốt hơn, dễ dàng kiểm soát và giảm đáng kể nguy cơ. Vấn đề là VPF sẽ cần hài hòa quyền lợi của các câu lạc bộ, sẽ không có những lợi thế quá lớn trên sân nhà và bất lợi quá nhiều ở sân khách. Đây cũng là ý kiến của một số chuyên gia như ông Văn Sĩ Hùng, huấn luyện viên Phan Thành Hùng. Tựu chung lại, tất cả cần chung tay để có thể đi chung đường những giai đoạn khó khăn và chờ giải đấu có thể trở lại.